Đến gần 4 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc một người bị đâm chết trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh. Nạn nhân được xác định là nam giới 33 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng, ở trọ trên đường số 38 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nghi phạm của vụ việc là một người đàn ông 40 tuổi cùng quê với nạn nhân. Khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 11, người dân trong khu vực đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng la hét, rượt đuổi đánh nhau. Chạy đến kiểm tra, người dân táo hỏa phát hiện nạn nhân đã chết trước cửa một phòng trọ trong hẻm với vết thương sâu ở bụng. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị đã đến để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan đến điều tra vụ án mạng. Sáng cùng ngày, nguồn tin của báo Thanh niên cho hay, nghi phạm của vụ việc đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án công an đã thu giữ một số vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra